Thưa quý vị và các bạn, làm được việc tốt dù nhỏ cũng khiến cuộc sống trở nên ý nghĩa. Sự tử tế không phải điều gì cao siêu mà nhiều khi chỉ là những việc tốt giản dị bất cứ ai cũng có thể làm được. Câu chuyện về việc tốt giản dị của những cô cậu học trò trong phóng sự sau đây sẽ mang đến năng lượng tích cực, góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Nhiều tháng nay, hình ảnh đôi bạn đưa nhau tới trường như thế này đã trở nên quen thuộc tại trường Trung học phổ thông Long Châu Sa. Em Triệu Xuân Thành, lớp 11A2 và em Chu Hoàng Thiên Đức, lớp 11A5 quen nhau qua niềm đam mê bóng rổ và trở thành đôi bạn thân thiết. Không may, Thành bị tai nạn giao thông và chấn thương nặng, khiến việc di chuyển đi lại rất khó khăn. Đức đã không ngại ngần cõng bạn lên xuống tầng ở trường học suốt 3 tháng trong thời gian trị thương. Cảm thấy cũng đỡ đau thì các bạn cũng quan tâm đến mình ạ. Đây cũng như là kỷ niệm đẹp trong thời học sinh và điều đó cũng giúp em nhận ra được xung quanh em có những người bạn tốt như thế. Đấy, vì là bạn bè với nhau nên việc mình giúp đỡ nhau là chuyện bình thường cả trong học tập lẫn vui chơi. Có bạn trong 3 tháng thì nó không khiến em cảm thấy mệt và thậm chí còn giúp em trở nên khỏe hơn. Với Trần Thu Thủy, học sinh lớp 12A1 trường Trung học phổ thông Đoan Hùng, giúp đỡ người khác cũng là chuyện hết sức bình thường. Ngày 29 tháng 1, trên đường đi học về, em vô tình nhìn thấy một cọc tiền bị ai đó đánh rơi. Không suy nghĩ nhiều, Thủy nhanh chóng đến trụ sở công an huyện Đoan Hùng để trình báo và giao lại số tiền trên cho cơ quan công an. Nhờ đó, gần 40 triệu đồng đã được trao trả tận tay cho người mất. Lúc nhặt thì cháu đã có suy nghĩ là hay đây là tiền giả, tại vì là không thể nào mà có nhiều số tiền như thế được. Lúc ý thì cháu nhặt lên và cháu định đứng chờ đấy để xem có người đến để nhận hay không. Nhưng mà xong rồi thì suy nghĩ lại thì cháu quyết định là quay trở lại đem nó xuống đồn cảnh sát. Cháu cảm thấy khá là vui và nhẹ nhõm. Ít nhất thì cái việc làm của cháu nó cũng có ích. Đây không phải là lần đầu tiên học sinh trường Trung học phổ thông Đoan Hùng nhặt được của rơi trả người đánh mất. Đầu tháng 11, em Lê Ngọc Lương, một học sinh lớp 10 của trường, cũng nhặt được một ví da gồm rất nhiều giấy tờ cá nhân quan trọng và gần 2 triệu đồng. Thông qua công an huyện, Lương đã trả đồ tới tận tay cho chủ nhân. Lúc đấy là em đang trên đường đi học về, thì em có dừng lại đèn đỏ, thì em nhặt được cái ví đấy. Thế xong em cũng không nghĩ nhiều và em mang lên luôn cho công an. Em cũng có một số lần được nhặt đồ của người khác ở trên trường và em cũng đã trả lại. Và em thấy điều đấy nó là lẽ hiển nhiên thôi ạ. Cái lan tỏa bằng cái việc làm hành động cụ thể như thế này thì nó thiết thực hơn rất nhiều là cái việc mà mình tuyên truyền hoặc là chỉ nói trên cái phần lý thuyết. Bởi vì đây nó là người thật, việc thật và đấy là những cái tấm gương. Các em không những là tấm gương sáng cho các bạn noi theo mà còn để cho niềm tự hào đối với các thầy các cô. Nghĩ việc trả lại tiền cho người mất là điều hiển nhiên nên Thu Thủy không hề kể chuyện này với bố mẹ hay thầy cô. Ngay sau khi biết thông tin từ công an huyện, trường Trung học phổ thông Đoan Hùng đã biểu dương khen thưởng với mong muốn chuyển đi những năng lượng tích cực cho mọi người. Câu chuyện về đôi bạn Đức và Thành cũng lan tỏa rộng rãi khi được bí thư đoàn trường chia sẻ trên mạng xã hội. Yêu thương, chia sẻ và giúp đỡ những người xung quanh, các em đã nhận về niềm vui, sự yêu quý và tôn trọng. Còn thầy cô, bạn bè của các em cũng nhận được bài học về tình bạn, lòng tốt và sự tử tế. Đó là những bài học vô giá ngoài sách vở mà mỗi người cần mang theo trên suốt hành trình sau này.